Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm qua ngày 9 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi đã có lượng mưa to như tại Láng, Hà Nội là 33mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An là 35mm, Bắc Ninh 39mm, Ba Vì, Hà Nội 40mm và Đô Lương là 48mm. Trong đêm nay và ngày mai, các hình thái gây mưa vẫn còn tồn tại, nên ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh vùng núi mưa sẽ giảm hơn. Từ khoảng ngày 12 đến ngày 13 thì các hình thế gây mưa suy yếu dần, nên mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm cả về diện và lượng. Ban ngày trời có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhưng chưa chạm ngưỡng nắng nóng, cao nhất ngày lên mức 31 đến 34 độ. Như vậy là trong những ngày tới, mưa sẽ có xu hướng giảm dần, thời tiết vẫn duy trì dễ chịu nên là vẫn thuận lợi cho người dân sinh hoạt và sản xuất. Tại các tỉnh thành Trung Bộ, trong 3 ngày tới do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam vẫn còn duy trì nên khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lưu ý riêng với các tỉnh Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa sẽ xảy ra đan xen trong ngày, vì vậy nền nhiệt độ ở khu vực Trung Bộ không tăng quá cao. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa sẽ xảy ra chủ yếu tập trung tại các tỉnh phía Bắc kéo dài đến Phú Yên. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, mưa xảy ra ít hơn nên nhiệt độ có thể sẽ cao hơn từ 1 đến 2 độ. Mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chính trong 3 ngày tới ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi còn có mưa vừa mưa to trên diện rộng. Bà con nơi đây cần đề phòng cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển như Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng. Ngoài ra, tại những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh cũng cần hết sức đề phòng với khả năng xảy ra ngập lụt, vì thời điểm mưa thường trùng với giờ tan tầm sẽ gây trở ngại đến giao thông và các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Ngay tại thời điểm trưa chiều, mức nhiệt tại vùng cao nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ và Nam Bộ là từ 29 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết các vùng biển, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.